chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một thùng mì thập cẩm hoành tráng luôn, gồm có mì lê kết giấy nè, rồi mì lê kết chay nè, mì kết tôm đỏ nè, mì gà tím nè, xào nè, lu sa nè, lê kết bị gà nè, đây là mì tôm gà nè, hải sản nè, chôm chua cây nè. Hiện tại các bạn có thể mua mì này bằng cách là liên hệ qua số điện thoại bên dưới đây để mua, cách là đặt hàng qua cái đường link bên dưới mình có chia sẻ, kèm vào cái shop đó là mua hàng lựa, mua thoải mái loại mì nào bạn thích. Rồi hồi đó các bạn mua nhiều thì hãy liên hệ qua số điện thoại bên dưới nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.